Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu với slogan Việt Tuấn Cương Cầu đi đầu công nghệ. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công nghệ mới mà người ta đã áp dụng ở nước ngoài rồi, nhưng mà Việt Nam mình chưa có ai áp dụng vào xe của mình cả. Nên mình sẽ mạnh dạn mà đầu tư và cải tiến những cái thiết bị nước ngoài để vận dụng vào xe của mình. Đây là một chiếc Suzuki GSX 750 sản xuất năm 2009. Nó là một trong những chiếc xe đầu tay của mình. Theo như các bạn đã biết thì vào năm 2009 thì chúng ta không có một cái công nghệ gì nhiều trên chiếc xe cả. Chúng ta chỉ đơn thuần là xe và tháng trước, tháng sau và động cơ, không hề có những thiết bị như là quick shift, traction control hay là hệ thống thắng ABS, tất cả nó đều không có. Và hiện nay thì mình đã muốn trang bị cho nó một hệ thống công nghệ cao hơn, đó chính là công nghệ số bấm. Nghĩa là bây giờ mình sẽ không cần phải sang số bằng chân nữa, mà mình sẽ kết hợp giữa công nghệ quick shift, có nghĩa là mình sang số nhanh, và việc bấm nút để sang số. Điều đó có nghĩa là khi mà bạn, chẳng hạn như bạn đua đường thẳng 100m, 200m, 300m gì đó, thì bạn không cần phải sử dụng cái chân của bạn làm gì, bạn chỉ việc nằm xuống, nhìn tốc độ và bấm nút để lên hoặc xuống mà thôi. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu sơ về cái con xe của mình ha. Đầu tiên thì em nó khởi được cặp mâm của Panigale 899 2014 Bo SC Project của Panigale, và một số thứ chẳng hạn như là phục trước của Panigale 1199, một cái số thiết bị mình hiệu chỉnh để dành cho chiếc xe sử dụng. Ngoài ra thì hệ thống đèn trước mình cũng đã có thêm một vài món như là heo Brembo. Nói chung là ba cái đồ quỷ sứ này mình cũng chỉ toàn là lượm lặt lại của chiếc xe kia của mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử khởi động và mình sang số bằng tay cho các bạn xem nhé. Với cái hệ thống này thì nó sẽ có cái khóa an toàn, có nghĩa là khi mà chúng ta muốn khởi động nó, chúng ta phải giữ một nút nào đó trong vòng 5 giây để mà tránh tình trạng mà chúng ta nổ máy và chúng ta vô số một cách vô ý thức. Thì khi mà chúng ta giữ cái nút mình quy định 5 giây rồi thì mình có thể nổ máy và bắt đầu sử dụng chế độ đó. Đây, như các bạn xem, hiện giờ mình đang ở số 0 và bây giờ mình sẽ bắt đầu sang số cho các bạn em nhé. Đấy,